Rồi, lên. Thuốc đã lên. Ủa quá. Trời ơi. Ông nói ông chạy cái gì trời? Ơi. Mình nghĩ nó quẹo bên đây cái mình né bên kia, nó quẹo bên kia trời ơi. Làm muốn hồn với Phúc. Nó thấy mày quẹo bên đây, né bên kia, mày quẹo bên kia. Nhổ vậy nè. Ê, chú bộ đội lên dốc. Chạy có bệnh nẹt 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 gì đó. Té luôn nè. Té luôn nè. Té luôn. Cũng chiều rồi. Kìa kìa kìa. Cái bộ đội kìa. Vậy như chú đội lên cái búa đội lộn luôn máy vậy. Mấy anh kia bị hụt giò đó. Nó cao rồi. Ủa đang chạy lên dốc sức của đi chạy. Trời chiếm vất vả bà con ha. À, người ta đặt đặt chuột rồi bà con ha. Chuột đồng á nghe. Chuột ở đây chuột thiên nhiên á. Mỗi cây cờ cái có một cái rập, cái bẫy chuột. Để người ta bắt con chuột á. Chuột ở đây đã ăn cua lúa ăn cỏ không mà ngon ha, nên con chuột ở quê của tính là rất là ngon ha. Cái này là đặt theo cái đường con chuột nó chạy nha, chứ không đặt phải đặt hang ha. Và không có mồi một mồi mồi gì luôn. Nó chạy vô cái nó đạp cái chốt á, cái đó nó bít lại. Bên này đang chở rơm đây nè. Mà đó hai máy cuốn. Hôm nay chở 12 mẫu. Giờ anh Chí Linh lên dốc một con ha. Lên. Ok. Qua nhà nhà. Tới anh Cương. Anh Cương. Chợt 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 chợt. Trả số là không?
Nó dướng bên đây sao mà nó nổi. Nghe những hụ đó ghê trời. Nhật à. Rồi. Rồi. Trời ơi, cái xe ông bữa rồi xong đó. Ông hụ kiểu đó không lên nổi là xong rồi. Chưa đã chứ lên chưa lên trên còn ai chưa chưa. Ok. Nhật bị lúng luôn à, Nhật Kim Phúc bị đâu bị lúng. Không đây đâu có nhậu đâu. Không biết nhậu. Thiệt, đâu có nhậu đâu. Nó nhật cái bà con ha, gì bay không trời. Né anh Cường ơi, né anh Cường ơi. Nhật cũng bay dữ lắm. Ê, à, ai đây, anh Búa hay là anh Phúc đây. Sao không quẹo qua bên cái đường giữa cho ông Búa chạy nè, cứng ngắc à. Búa Camro. Ok. Thế anh Phúc cái đo. Từ. 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 Thấy gọi đó ra. Rồi đó. Rồi. 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 Nóng mà anh Phúc đang nóng mà tích lỡ làm lại rồi làm lại. Cái gì đó cha. Trời đất ơi. Được luôn. Làm lại. Gơ gơ. Trời. Cái gì lại chạy lại lại ngoài á? Thế con mắc lầy nữa rồi. Thế con lầy nữa rồi. Ghê cắn dữ. Ừ. Chơi chơi chơi. Lúng quá lúng rồi con. Trời chiều chuyến đơm vất vả lắm ạ. Rồi buông đi mấy người, buông đi. Rồi, rồi. Rồi. Ê, ê. Ê. Ok. Tới chú bộ đội rồi.
Rồi, chú bộ đội. Rồi con hai cái giò con cũng chạy xe, con cũng biết rồi. Những thứ mà chỏi chỏi hai cái giò nó mệt dữ lắm. Lên coi, lên mà bốc đầu. Trời gì á, chú bộ đội một mình lên bốc đầu té ngửa luôn nè. Ok. Giỏi dữ ha, nẹt nẹt dữ lắm ạ. Lên. Ê. Ê ê ê ê ê ê ê. Anh Nhật, các bà con, cái này là nó hơi lúng nên phải chạy lướt 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 mới được. Họ thấy chờ hết gà không, còn thấy không? Gà thấy à? Chờ hết gà không, còn thấy không? Lúng quá lúng rồi. Đó là Chi Linh nè. Dốc này thì lơ sợ lúng thôi chứ có té bọng gì. Bằng ruộng sao mà cứ gần cắt mới ôm nước không. Chết rồi. Anh lúa mà anh Phúc hồi nãy nói ngon quá, giờ lúng chắc bỏ luôn. Đó trời. Dấu, lại dấu, lại dấu, lại dấu, lại dấu, lại dấu, lại dấu. Lên. Ê, 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 ê. Anh Búa là anh chạy rồi, anh biết cái đường nào. Anh biết cái né luôn. Trời ơi, anh Phúc nằm luôn à. Anh cười đó anh Cường à. Anh Cường, anh Cường. Mạnh luôn. Mạnh. Ok. Lạng vô mấy cài anh Cường. Anh Phúc bị lật lộn ngoèo ngoài rồi kìa.